hâm mộ ông bé gái 4 tuổi mất tích. Suốt 3 ngày nay, gia đình anh Lê Thái Sơn như ngồi trên đống lửa khi con gái 4 tuổi mất tích. Chiều ngày 14 tháng 3, trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thái Sơn, 29 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, suốt 3 ngày nay, hai vợ chồng anh mất ăn mất ngủ khi đứa con gái 4 tuổi của gia đình bỗng nhiên mất tích. Theo anh Sơn, chiều ngày 11 tháng 3, Chủ nhật, trong lúc gia đình ở nhà, thì bé Lê Đỗ Trâm Anh, 4 tuổi, xin cha mẹ ra mộ thăm ông ngoại mới nhất. Khi đó, tại nhà có một nam thanh niên cùng xã đến chơi. Người này là người quen của gia đình, sống ở gần Nghĩa Trang, thấy vậy nên ngỏ ý chở bé gái ra thăm ông ngoại rồi đưa về. Tuy nhiên, sau khi nam thanh niên này chở bé Trâm Anh đi thì không thấy quay trở lại, gia đình vẫn kiên nhẫn chờ. Tới lúc quá lâu không thấy con về, cả nhà mới tá hỏa đi tìm, nhưng không có manh mối. Ngay sau sự việc xảy ra, anh Sơn đã làm đơn trình báo lên công an xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài về việc mất tích bí ẩn của con gái cùng với nam thanh niên trong xóm. Tôi đã trình báo rồi, họ nói đang điều tra xác minh nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Ở trên đài phát thanh cũng đã thông báo, tôi lo quá, cầu mong con bé không xảy ra chuyện gì. Tôi ân hận quá vì để con bé đi theo người khác, anh Sơn nghẹn ngào nói. Theo lời anh Sơn, nam thanh niên trên là người lang thang hay sống ở khu vực Nghĩa Trang trong xã. Tôi cứ nghĩ có quen biết với mình hay tới nhà chơi mới để con đi như vậy. Ai ngờ đâu, giờ điện thoại thì không liên lạc được, địa chỉ thì không có, không biết cách nào mới tìm thấy con, anh lo lắng. Trao đổi với chúng tôi, công an xã Tiến Hưng cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Sơn về việc con gái 4 tuổi mất tích, vụ việc vẫn đang được điều tra xử lý. Quý bạn đọc có thông tin gì về bé Trâm Anh, vui lòng liên lạc qua số điện thoại của cha bé, anh Lê Thái Sơn 0974446413 hoặc đường dây nóng của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh 0982000333 hoặc 0283991-9613. Tuổi bò lủng ngủm trước dòng xe ô tô lao vun vút. Một em bé khoảng 8 tháng tuổi đã tự bò ngang qua quốc lộ 18 đoạn Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, khiến nhiều tài xế thót tim. Trước đó, tài khoản Facebook tên Đặng Thái đã đăng đoạn video ghi lại cảnh một em bé khoảng 8 tháng tuổi bò ngang qua quốc lộ 18, khiến anh phải dừng xe lại và cứu cháu bé. Trao đổi với phóng viên, chủ nhân đoạn clip cho biết anh tên là Đặng Đình Thái, chú đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả. Vào 15 giờ chiều 13 tháng 3, anh điều khiển xe ô tô ra huyện Bình Liêu để giải quyết công việc. Đến khu vực Mông Dương thì thót tim khi thấy một em bé bò lổm ngổm ngang qua quốc lộ 18. Thấy vậy, anh đã phanh gấp xe và ra tín hiệu nhường đường để ngăn xe khác vượt lên nhằm cứu cháu bé. Lúc này một xe tải đã dừng lại từ trước. Tuy nhiên người thân cháu bé đã kịp leo qua giải phân cách để bế cháu vào nhà. Khi đó tôi nói lớn và khá bức xúc với người nhà cháu bé vì trông trẻ nhỏ không cẩn thận rồi lại lên xe đi tiếp, không kịp hỏi tên cháu nhỏ. Lúc cháu bé bò lổm ngổm, có rất nhiều xe tải và xe khách chạy phía sau, nếu không nhanh trí thì chuyện xấu sẽ xảy ra với cháu bé, anh Thái cho biết. Được biết, quốc lộ 18, đoạn Mông Dương, Cẩm Phả có giải phân cách cứng, tốc độ tối đa 80 km/h, là đoạn đường độc đạo với lưu lượng xe lớn nối các địa phương miền Đông của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Hồ Chí Minh giải cứu hai trẻ em bị bắt cóc đòi tiền chuộc 50.000 USD. Nhiều trinh sát đã bất ngờ tiếp cận căn nhà giải cứu cho hai bé gái và bắt giữ những người có mặt tại hiện trường. Để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa giải cứu thành công hai trẻ em bị bắt cóc đòi số tiền chuộc lên đến 50.000 USD. Sau khi nhận tin báo, Công an quận 11 và Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã tìm được hai em bé nêu trên trong một căn nhà ở quận Bình Tân cùng với một nhóm người lạ mặt. Trước đó, chiều 7 tháng 3, anh Trần Hoàng ngụ quận 11 hốt hoảng đi tìm hai con gái của mình là Trần Hoàng Minh Anh 7 tuổi và Trần Hoàng Bảo Nhung 5 tuổi khi không thấy hai cháu về nhà sau giờ tan học. Cùng gia đình tìm kiếm bất thành, anh Hoàng đã báo công an địa phương. Được biết,
hai đứa trẻ được anh Hoàng báo mất tích là con của anh và người vợ sao? Trước đó anh Hoàng có với người vợ trước một người con trai 15 tuổi. Hiện cả hai người vợ này đều đã ly hôn với anh Hoàng, hai cháu gái Minh Anh và Bảo Dung ở với anh và bà nội. Trong quá trình tìm kiếm, thì sáng 9 tháng 3, mẹ anh Hoàng nhận được tin nhắn yêu cầu tiền chuộc 50.000 USD và kèm theo một đoạn clip quay hình hai cháu nhỏ. Dòng tin nhắn có nội dung, mày phải viết một tờ giấy đảm bảo, không thưa kiện gì hết, bọn tao không phải bắt cóc hai đứa nhỏ. Muốn gặp con chiều 9 tháng 3, đem 50.000 đô, đến khu công ty cao su dầu tiếng, sau đó bọn tao sẽ cho người, chỉ chỗ hai đứa con mày đang ở. Tiếp nhận thông tin này qua phân tích lời khai của từng nhân chứng. Và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 9 tháng 3, Tổ công tác Công an quận 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định hai đứa trẻ đang ở trong một căn phòng trọ ở quận Bình Tân. Không phải địa điểm như tin nhắn yêu cầu. Nhiều trinh sát đã bất ngờ tiếp cận căn nhà, giải cứu cho hai bé gái và bắt giữ những người có mặt tại hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trong nhóm người bị bắt giữ, có một người phụ nữ tên Dung là giúp việc của gia đình anh Hoàng. Từ những lời khai của hai bé gái và người giúp việc, tổ công tác bắt khẩn cấp thêm một số đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ. Những thông tin về vụ việc này, báo sẽ tiếp tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Tượng Phật trong dự án tâm linh của ông Trần Bắc Hà hút khách. Pho tượng Phật ngồi, được cho là cao nhất Đông Nam Á. Thuộc dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong, do ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, BIDV và gia đình làm đại diện chủ đầu tư, đã thu hút hàng vạn khách thập phương đến chiêm ngưỡng. Ngày 11 tháng 3, tức 24 tháng Giêng âm lịch, hàng vạn người từ các nơi trong và ngoài tỉnh Bình Định đã đến hành hương, dự lễ hội chùa Ông Núi, còn có tên là Linh Phong Thiền Tự, ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tương truyền, ngôi chùa Ông Núi đã hơn 300 năm tuổi và mỗi năm chùa có 2 ngày lễ hội lớn, được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng Giêng âm lịch. Nhiều người cho rằng chùa Ông Núi là nơi linh thiêng, bởi vậy họ đi lễ chùa vào dịp này để cầu tài, lộc, sức khỏe cho gia đình. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn mọi người dự lễ chùa Ông Núi sau đó đều đi đến tượng Phật ngồi bên cạnh chiêm ngưỡng. Tượng Phật ngồi này được cho là cao nhất Đông Nam Á đến thời điểm hiện nay, thuộc dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong, được khởi công từ năm 2009 và khánh thành vào tháng 11 năm 2017 với số vốn 500 tỷ đồng. Dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong được đầu tư theo hình thức xã hội hóa do ông Trần Bắc Hà, khi đang giữ chức vụ chủ hội đồng quản trị BIDV và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kêu gọi. Dù vậy, thực tế theo tìm hiểu của phóng viên, việc triển khai xây dựng dự án này đều do ông Trần Bắc Hà và những người thân trong gia đình ông điều hành. Theo ban quản lý dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong, tượng Phật ngồi trên có chiều cao 69 m, bao gồm cả phần chân đế, tượng cao 15 m, toàn bộ đều được đúc bê tông cốt thép tại chỗ. Tượng Đức Phật ngự trên tòa sen ở lưng chừng núi, trên độ cao 129 m so với mặt nước biển, nhìn ra biển Đông, lưng tựa vào ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích núi Bà. Dưới chân tượng là trung tâm thuyết pháp Phật giáo và hành lang La Hán, thư viện Phật giáo, bảo tàng Xá Lợi Phật, nơi để du khách đến hành lễ, chiêm bái. Nhiều người dân địa phương cho biết, vào dịp lễ hội này của những năm trước, mỗi ngày chùa Ông Núi chỉ thu hút khoảng hàng nghìn người. Tuy nhiên, do năm nay có tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á vừa khánh thành, nên chùa Ông Núi đã thu hút hàng vạn du khách thập phương đến hành hương. We'll be right back.
Thank you.